Tôi bị chụp hình nhiều quá, làm tôi nhớ cái chuyến tôi đi bên Anh, trình diễn ở Birmingham cách đây 3 năm. Đến giờ giải lao, 6 ca sĩ trẻ đẹp ngồi đây, thì ban tổ chức cũng yêu cầu tôi ra ngồi cho người ta chụp hình. Thì tôi thấy cái hàng của tôi khán giả dài thăm thẳm, tôi mới nói là, ủa tại sao bao nhiêu ca sĩ trẻ đẹp kia, các cháu không chụp, mà lại cứ chờ để chụp hình với chú Ngạn là thế nào? Thì bà kia bà ấy nói là phải ưu tiên chụp với ông, vì ông còn sống được bao lâu nữa đâu. Hôm nay tôi thấy quý vị bu lấy chụp lấy tôi nhớ đến cái lời đó mà tôi lại càng buồn hơn. Có bảo không quý vị? Tức là cái quy luật là ai được chụp nhiều, có nghĩa là người đó sắp đai rồi. Bởi vậy cô đừng có chụp nữa. Thưa quý vị, lát nữa đây Kỳ Duyên với anh Ngạn sẽ có một cái chỗ booth đàng hoàng, với lại cái backdrop Kỳ Duyên nghe nói là rất là đẹp, thì Kỳ Duyên với anh Ngạn trong giờ giải lao sẽ ra đó để chụp hình với quý vị. Cô Kỳ Duyên nói đúng quý vị, chính tôi đang đứng ở trên này mà tôi cứ tưởng là tôi đang đứng ở trên con thuyền không bến, tại nó cứ chồng chành dập chành như này. Chính vì vậy và người nữ ca sĩ chúng tôi sắp giới thiệu tuy còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà bước lên sân khấu phải có người bế mới được. Xin chào đón nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Anh ơi, em cứ ra bế, anh Ngạn cứ ra bế lên đi. Không, bế thì cả hai người cùng té hết. Em tưởng em là người hùng. Quý vị thấy không, phải dìu. Dạ, trước hết là Thanh Tuyền xin gửi lời kính chào tất cả quý vị, các anh chị cũng như các bạn. Phải nói là Thanh Tuyền được cái duyên lành trở lại trường Xá Lợi, và Thanh Tuyền ước mong là tất cả quý vị ai cũng được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an, và chỉ mong quý vị ủng hộ chùa Xá Lợi để chúng ta năm tới làm sao mà Thanh Tuyền chỉ có ước mơ làm sao năm tới đây có một cái hội trường thật là lớn và trong đó có máy lạnh đầy đủ hết, mà quý vị ngồi thật là thoải mái. Quý vị có muốn như vậy không quý vị? Nếu vậy thì xin quý vị ủng hộ chùa Xá Lợi nha. Lên sân khấu và có nhiều làm nhưng xin mong quý vị vui là Thanh Tuyền vui rồi. Bây giờ là Thanh Tuyền bắt đầu những bài hát mà quý vị yêu thích. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Cảm ơn các bạn.